Xin chào anh chị ạ, hôm nay chia sẻ tới anh chị về lá số nữ mệnh dương lịch ngày 11 tháng 9 năm 1984, âm lịch ngày 16 tháng 8 năm Giáp Tý, sinh vào giờ Tuất, thân cư Tài Bạch, năm xem 2023, năm Quý Mão 40 tuổi. 40 tuổi thì đang nằm trong đại vận là cung tử tức từ 36 tới 45 tuổi. Như vậy 40 tuổi thì mới được gọi là nửa đại vận đi. Đại vận này tổ hợp cách là phá quân gặp triệt. Đấy, khó khăn gian nan trước, hao tài tốn của trước nhưng mà thành công thành danh sau. Đấy, cái thứ nhất, cái thứ hai, phá quân đi với hóa quyền là có cái sự đột phá để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, rồi là nâng cao cái vị thế, cái chức vị quyền hành của mình. Tiếp theo đại vận này tổ hợp là sát phá tham, mà có cái sự biến động cực kỳ lớn trong cuộc đời. Thái âm thì mệnh là thái âm thì dịu dàng, là hiền hòa, là mềm mại, nhiều khi là hơi yếu đuối, tình cảm các thứ. Nhưng mà khi gặp đại vận sát phá tham là biến động rất lớn trong cuộc đời. Đại vận này sát phá tham, thai phụ phong cáo, tứ linh khoa quyền lộc, xương khúc, thai tọa quang quý, tượng là gì? Dễ thăng quan tiến chức, nổi danh nổi tiếng vân vân. Đại vận này ở cung tử tức mà có hỏa, có linh, có tang, có hổ, có hình, có diêu thì sẽ có cái sự lục đục về gia đạo. Đại vận này xung chiếu với cung điền trạch thì về cơ bản lợi về những cái vấn đề liên quan đến mua sắm đất đai, nhà cửa, điền trạch, chung cư, rồi là làm đẹp nhà cửa. Tiếp theo, Giáp Tý tuổi dương, dương nữ mệnh đóng tại cung hợi là cung âm, mệnh lại gặp tuần, quan lộc lại có thái dương gặp hóa kỵ. Như vậy là tuổi trẻ long đong lận đận về cái chuyện học hành, thi cử, rồi là khoa bảng, thậm chí là cả công việc và công danh. Cái câu chuyện lận đận long đong là trước 36 tuổi, còn sau 36 tuổi có nhiều cái biến động, nó rất là tốt. Tiếp theo, mệnh kim cục hỏa, cục khắc mệnh cung thiên di mà cơ đi với song hao với không kiếp đà la thì nói chung là ra ngoài phải đối mặt với nhiều sóng gió, nhiều rủi ro liên quan cả hao tài tốn của, nhưng mà được cái là sẽ dùng được cái trí tuệ của mình để vượt qua hết. Đấy là tổ hợp lá số này. Rồi thân cư Tài Bạch, thân cư Tài Bạch thì chăm chỉ, chịu khó, đam mê về kiếm tiền. Thân cư Tài Bạch thì có duyên kinh doanh buôn bán, nhưng đối với lá số này không nên kinh doanh buôn bán những cái mảng nào, trừ cái mảng liên quan đến đất đai, điền trạch, tại vì rủi ro nó rất cao. Một là cung Tài Bạch vô chính diệu, cái thứ hai là gì, sát tinh hội về rất nhiều, đó là kình dương, đó là đà la, địa không hóa kỵ, làm về những ngành nghề liên quan đến nghiên cứu, liên quan trí tuệ, liên quan đến sáng tạo tự do, liên quan văn hóa nghệ thuật thì được, còn lại những ngành nghề khác liên quan kinh doanh thì thực sự là nó sẽ không bền vững. Rồi chúng ta vào cung mệnh ạ. Mệnh gặp tuần, tuần triệt đương đầu thì thiếu niên tân khổ. Thế nên là tuổi trẻ sức khỏe hơi kém, hơi long đong, hơi lận đận một chút về thi cử, công danh, khoa bảng. Người mà có thái âm thứ nhất ở cung hợi là miếu, cách cục là nguyệt lãng thiên môn. Cái thứ hai là sinh vào ngày 16, 14, 15, 16 thì trăng rất sáng, trăng rất sáng. Thêm nữa là sinh vào giờ Tuất. Giờ Tuất là cái giờ ban đêm, người ta gọi là băng thanh ngọc khiết. Thế nên tượng thái âm như thế này là gì? Nếu mà nói về hình dáng là mặt tròn, da trắng, dáng xinh. Dáng người là gì? Ưa nhìn, hình thức là ưa nhìn. Có duyên với người khác giới, nhưng chỉ có điều là gì, khi mà gặp hóa kỵ thì cái duyên này nó không bền vững. Nó đến nó đi một cách rất là bất ngờ, có duyên thì dư thừa nhưng mà để lâu để dài, về lâu về dài thì thực sự nó bất lợi. Thứ nhất, thái dương đi với hóa kỵ, cái thứ hai là cung phu thê có gì, đào hồng hỉ, nhưng mà lại gặp địa không địa kiếp, kình dương đá la hóa kỵ, như vậy là gì, cuối cùng lại không có duyên. Khi mà thái dương gặp hóa kỵ thì nó lại bất lợi các vấn đề liên quan đến người con trai, ông, cha, rồi là chồng, rồi là con trai, vân vân. Đó là hình ảnh thái âm. Thái âm cơ bản là mặt gì, mặt tròn, da trắng, rồi là dáng xinh, tính cách là gì, là hiền dịu, là nhẹ nhàng. Thái âm nó khác với thái dương. Thái dương là nhiệt tình, là nhiệt huyết, là đam mê, là cháy bỏng, nhiều khi là gì, là cuồng loạn. Đấy, thái ánh sáng của mặt trời, có lúc mạnh, lúc yếu. Còn riêng thái âm thì nó cứ từ từ, nó tình cảm. Thái âm ngũ hành thuộc thủy, nó chủ về gì, thông minh, trí tuệ. Mưa dầm thấm lâu cũng là sao thái âm, nhẹ nhàng, tình cảm, tinh tế, có khả năng quan sát, có khả năng phân tích, có khả năng lý luận cũng là sao thái âm, nhưng nó đến một cách nhẹ nhàng, nó từ từ, nó điềm đạm, nó không vội vàng, nó không hấp tấp. Thái âm thì là cái sao, tượng của nó là mặt trăng, có câu phú như này: thái âm thuộc thủy, thực là văn chương và có nguyệt hoa phong tình, yêu người dạ khí quang minh, từ thân đến xỉu dạ sinh mấy kỳ, quang minh chính đại, chính trực đàng hoàng, chính là cái sao thái âm khi nó ở thế miếu địa, lợi về công danh, lợi về tài lộc, chính là sao thái âm. Tại sao lợi về công danh và tài lộc? Tại vì thái âm miếu, thái âm và thái dương miếu thì thứ nhất là có trí tuệ, cái thứ hai sao thái âm này nó chủ về tài, nó chủ về phú, nó chủ về đất đai, điền trạch. Thế nên là cái chuyện lợi về mặt tiền bạc là chắc chắn rồi. Mà âm đi với song hao, nó chủ về gì, chi tiêu phong khoáng, cởi mở. Đấy thái âm.
Thái Âm thì cũng đa tình, cũng lãng mạn nhưng mà dễ bị cảm xúc nó chi phối. Đấy, thêm nữa cung Nô Bộc lại có gì? Sát là 1, Hỏa là 2, Hình là 3, Thai Phục Vượng Tướng là 4. Cung Quan Lộc có Đào Hồng Hỷ đi vào hóa kỵ rất rất dễ bị lừa tình, rồi là mang tai mang tiếng ảnh hưởng đến cái danh dự xấu trong cái môi trường công việc, vân vân. Đấy, lãng mạn, đa tình, đặt cảm xúc lên trên lý trí là hay bị thế. Mệnh mà có Tảo Phú Bật thì nó chủ về gì? Tự thân lập thân, tự thân lập nghiệp. Khi mà âm dương nghịch lý cục khắc mệnh, lại có Tảo Phú Bật thì nó chủ về tự thân lập thân, tự thân lập nghiệp, và nó chủ về con người có tài năng, ai cũng yêu, ai cũng mến, đặc biệt là người khác giới. Chỉ có mỗi cái là gì, để duy trì lâu dài thực sự nó rất vất vả, rất gian nan. Mệnh mà có Thiên Tài thì nó chủ về tài năng rồi. Trực Phù chủ về ăn ngay nói thẳng và hay bị thua thiệt trong cuộc sống. Thái Âm là cái sao tình cảm, cái sao nó chủ về cảm xúc nhiều hơn lý trí. Thái Âm là cái sao quan tâm chăm sóc giúp đỡ bà già rồi là trẻ em. Thái Âm mà đi với Tảo Phú và thì có câu phú liên quan đến làm hộ lý, liên quan đến bà đỡ. Tả Hữu ngộ Thái Âm nhàn, gái làm bà đỡ giúp đàn sơ sinh, làm về vấn đề hộ lý sinh đẻ các thứ là đắc cách. Thái Âm thì thích ăn ngon mặc đẹp, thích làm dáng, thích thi thơ ca nhạc họa. Thái Âm thuộc thủy tức là văn chương và có nguyệt hoa phong tình. Thế nên rất hợp với những ngành nghề liên quan đến ăn uống, vui chơi, giải trí, làm đẹp, rồi là thẩm mỹ, rồi là du lịch khám phá. Âm dương là ánh sáng của mặt trăng, mặt trời luôn luôn chuyển động không ngừng. Mà khi nó đóng ở bốn cung tứ sinh, dần thân tị hợi tức là đất thiên mã thì nó chủ về gì? Cuộc sống hay phải bôn ba, hay phải bận rộn, lập thân lập nghiệp ở phương xa thì nó sẽ hợp với Thái Âm. Âm dương lại đại diện cho mặt trăng mặt trời xoay chuyển khắp bốn phương, chiếu ánh sáng khắp bốn phương, thế nên là có hiện tượng là gì? Làm việc liên quan đến người nước ngoài, làm những cái lĩnh vực liên quan xuất nhập khẩu. Thái Âm lại chủ về tài, chủ về phú, làm về những cái mảng liên quan đến tài chính, kế toán, ngân hàng, đất đai, rồi là chứng khoán, rồi là tín dụng, rồi là kế toán là đắc cách. Nhưng đối với lá số này, hợp nhất những ngành nghề liên quan đến đất đai, tiền trạch hoặc là chuyên môn thì là đắc cách nhất. Làm chuyên môn, hạn chế lộ diện ra bên ngoài thì là tốt nhất. Một là làm đất đai điền trạch, hai làm chuyên môn và hạn chế lộ diện. Tại sao làm cung điền trạch tốt? Thì cung điền trạch lục hợp với cung mệnh. Mệnh có sao Thái Âm và cung điền trạch có vũ khúc thiên tướng, thêm văn khúc, thêm lộc tồn, thêm hóa khoa, thêm mân quang, thêm thiên mã, thêm tràng sinh. Nói chung là có duyên với đất đai, có lộc với đất đai. Đó, còn là về lĩnh vực liên quan đến kế toán, liên quan tài chính thì cũng được, nhưng mà hạn chế lộ mặt ra, tại vì cung quan lộc có gì? Thái Dương đi hóa kỵ, nó là hình ảnh của Thái Âm. Những ngành nghề liên quan đến văn hóa, nghệ thuật, thi thơ ca nhạc họa, liên quan đến làm đẹp, liên quan đến du lịch, liên quan đến dịch vụ, liên quan đến thẩm mỹ, liên quan đến kiến trúc thì nó sẽ rất hợp với sao Thái Âm. Mệnh kim cũng hợp với sao Thái Âm. Rồi tiếp theo chúng ta vào cung quan lộc đi ạ. Đây, quan lộc của Thái Dương, Thái Dương đi với Đào Hồng Hỷ, những ngành nghề liên quan đến nghệ thuật, liên quan đến làm đẹp. Thái Dương liên quan đến luật sư, liên quan tòa án. Thái Dương liên quan đến bán hàng, marketing, liên quan đến ngoại giao, quảng bá, truyền thông là Thái Dương. Nhưng mà khi có hóa kỵ thì hay phải thay đổi ngành nghề, nghề nghiệp. Khi mà có hóa kỵ thì nói chung là không được hài lòng trong cái môi trường mình làm việc. Khi Thái Dương mà lại gặp hóa kỵ mà lại có Tảo Phú Bật thì sẽ có sự trợ giúp cho những người khác giới. Nhưng mà cuối cùng gặp hóa kỵ là gì? Lại gây ra thị phi. Thị phi ở đây, hiểu lầm ở đây, nói xấu ở đây, trách móc ở đây. Là do gì? Do nhan sắc, do sắc đẹp, đó là Đào Hồng Hỷ cư quan. Nó như vậy, Đào Hồng Hỷ tam minh hiển đạt. Tuy nhiên khi mà tổ hợp cung quan lộc sáng như thế này thì sẽ có sóng gió, sẽ có khó khăn, sẽ có thị phi, sẽ có hiểu nhầm, sẽ có đố kỵ, nhưng mà rồi cũng qua hết. Đấy, chỉ cần kiên trì cố gắng, mà Thái Dương là cái sao rất kiên trì, rất cố gắng, rất bền bỉ. Có cái năng lượng, có sự nhiệt tình, có trí tuệ để giải quyết công việc, thiên lương, y tế, giám sát, rồi là quản lý, kế toán được, quản lý một cái đơn vị nào đó, một cửa hàng nào đó, một công ty nào đó. Làm về công chức nhà nước cũng được, là sao thiên lương, làm về nghiên cứu cũng được. Tiếp theo kình dương ở đây nó chủ về gì? Áp lực, căng thẳng, mệt mỏi. Kình dương khi mà hãm điện nó chủ về nhiều sóng gió trong công việc. Tiếp theo là gì? Quan phủ ở đây. Hóa kỵ đi với quan phủ hay bị nói xấu sau lưng lắm. Đầu quân năng lực quản lý bản thân tốt. Thiếu âm ở trong cung quan lộc nó chủ về hay phải chịu thua thiệt ở trong công việc. Làm thì nhiều nhưng mà hưởng thì ít. Tiếp theo là Tảo Phú Bật sau này sẽ kiêm nhiệm nhiều ngành nhiều nghề, đa ngành đa nghề. Đó là cung quan lộc này. Quan lộc Thái Dương thiên lương, một gì? Một hỏa, một mộc, khắc mệnh kim. Thế nên là đường công danh các thứ về cơ bản nó không được suôn sẻ cho lắm. Một là gặp hóa kỵ, cái thứ hai có kình dương, cái thứ ba nó khắc mệnh kim thì về cơ bản nó không được lắm. Thái Dương làm những ngành nghề liên quan đến giáo dục, liên quan đến nghiên cứu thì nó cũng rất là đắc cách, cực kỳ là đắc cách. Ngoài ra Thái Dương là cái sao ngũ hành thuộc hỏa, liên quan đến điện, nhiệt, lửa, ánh sáng, năng lượng, máy tính, rồi là động cơ vân vân, tất cả những cái gì liên quan đến năng lượng, đèn điện các thứ vân vân.
máy tính, có thiết bị chứa năng lượng là cái sao Thái Dương. Rồi tài bạch cung có khôi Việt, có khôi Việt đi với tả hữu thì sẽ có quý nhân trợ giúp về mặt tiền bạc dễ kiếm. Tiếp theo có Long Đức vẫn phải chịu thua thiệt ở mặt tiền bạc. Thiên quan là nên dùng tiền hay dùng tiền để làm việc bố thí, thì thần có niềm vui về tiền. Ở đây tài bạch lại vô chính diệu, nó nói đến nguồn tiền tài không ổn định, như vậy khi làm doanh nghiệp thì nó rất là mệt mỏi đối với lá số này. Nguồn tiền tài không ổn định, xoay chuyển vốn nó gặp nhiều khó khăn. Đấy, tiếp theo tổ hợp âm dương lương sáng mà chiếu vào cung tài thì làm những ngành nghề liên quan xuất nhập khẩu, liên quan trí tuệ là đắc cách nhất. Cự môn đi với hóa kỵ, nó chủ về bất mãn, nó chủ về không hài lòng về tiền bạc. Đấy, công việc rồi là công sức mình cống hiến nhiều nhưng mà thành quả nó không được như ý. Đấy, cự môn thiên đồng thì ăn uống vui chơi giải trí tâm linh khoa quyền bí vân vân là sao thiên đồng, du lịch khám phá cũng là sao thiên đồng, nhà khách sạn cũng là sao thiên đồng. Nhưng mà khi cự đi với kỵ thì nói chung là hay gặp thị phi sóng gió liên quan đến tiền bạc. Còn nếu làm truyền thông, làm bán hàng, làm marketing thì lại được tránh được cái sóng gió ở cung quan lộc và cung tiền bạc. Tài bạch cũng có thiên đồng, nói chung là thay đổi thất thường, nguồn tiền tài nó không được ổn định cho lắm. Lại có địa không là dễ bị cướp đoạt, dễ bị lừa, đầu tư các thứ là dễ bị rủi ro. Đà la là gì? Cái nguồn tiền tài khi mình cần thì nó đến rất chậm. Đấy, tài bạch cung địa không này, thiên không là dễ trắng tay này, kình dương đà la, rồi là hóa kỵ, thị phi tranh chấp vân vân. Đó là tài bạch cung, mà thân cư tài như thế này sau này là gì? Nó hơi mệt mỏi về mặt tiền bạc. Cũng may là mệnh thái âm. Và tiếp theo, thường là nghe lá số tử vi thì người ta gọi là gì? Tìm cái cát để đi theo, mà nhìn cái hung để tránh nó đi thì nó sẽ tốt hơn. Chứ không, bản chất của lá số tử vi không phải là nó cứ y dịch như vậy anh chị nhá. Đó, không phải là định sẵn, mà là vẫn có những cái cải thiện gọi là nhân quả. Gọi là nhân quả. Tiếp theo, phúc đức cung cự môn thiên đồng, như vậy dòng họ khắc khẩu thị phi kết nối mọi người thực sự là rất khó khăn. Địa không địa kiếp là chủ về mất mồ mất mả. Đà la là gì? Thị phi, thiên khôi thiên việt thường là dòng con trưởng. Tiếp theo là có thiên đồng. Thiên đồng thì là phúc tinh, là may mắn, nhưng mà đồng ở đây hãm địa, hơn thế nữa là có không kiếp đà la thiên không thì nó chủ về gì? Nó chủ về tinh thần, các thứ nó không được tốt. Không được gặp may mắn về mặt tiền bạc vân vân. Phúc đức cung mà không kiếp là mất mồ mất mả, dễ có người mất trẻ. Cái thứ hai, dòng họ nó chủ về ly tán, lập thân lập nghiệp phương gia, gặp nhau thì nó chủ về bất hòa, mỗi người một ý kiến, ai cũng giỏi, thế nên là sinh ra bất hòa. Phúc đức cung như thế này ở đời sống tinh thần, đời sống vật chất nó chưa tốt cho lắm. Đấy, tâm tính tính tình thì nói chung là về cơ bản là phóng khoáng cởi mở, nhưng khi gặp cung phúc đức thế này thì đời sống về mặt vật chất, về tinh thần, về gia đạo thực sự là nó cũng gắm lắm với muộn phiền. Phúc đức là nó ám chỉ về cái đời sống tinh thần. Thiên di cung thiên cơ, đấy, thiên cơ mà đi với không kiếp đi với đà la thì ra ngoài là gì? Hao tâm tổn trí, tốn công sức, tốn trí tuệ để gì? Xử lý giải quyết công việc khó khăn, rồi là phong ba báo táp vân vân. Thiên di mà song hao thì cũng chủ về ra ngoài hao tài tốn của. Cơ đi văn tình thông minh tinh ý, nhìn nhận nhanh, có khả năng quan sát, có khả năng phân tích, có khả năng phán đoán, có khả năng suy luận, có khả năng tổ chức, có khả năng lập kế hoạch khi đi ra ngoài. Thiên chủ ra ngoài mà đi với song hao thì hay ăn hay nhậu. Đấy, rồi cơ bản là gì? Cung thiên di là gì? Không kiếp đà la thiên không đi với song hao thì nó chủ về nhiều sóng gió, hao tài tốn của, rồi là thị phi, rồi mệt mỏi, cạm bẫy lửa lọc ở bên ngoài rất là nhiều. Rồi phu thê cung có triển, mỗi tình đầu chẳng đi đến đâu có đâu. Có đào hồng hỉ thì yêu sớm thì chia tay sớm. Đấy, đào hồng hỉ mà đi với không kiếp đi với kình đà, yêu sớm thì chia tay sớm, chia tay do gì? Do thị phi. Thêm một cái điểm nữa, quan lộc của Thái Dương đi với hóa kỵ thì nhiều khi là gì? Công việc gặp áp lực, gặp căng thẳng, nó cũng gây ảnh hưởng đến gia đạo. Và khi mà cung phu thê có không kiếp, có kình đà, hóa kỵ, thiên không thì nói chung là hai vợ chồng không nên kết hợp với nhau. Ông chồng này cũng rất đào hoa, đấy, đào hồng hỉ, nhưng mà cuối cùng là gì? Có không kiếp, có kình đà thì cái đào hoa này thì nó chỉ tốt về mặt ban đầu, sớm nở tối tàn. Đào hoa lưu hà tấu thư thì khéo ăn khéo nói, mặt mũi các thứ là cũng ưa nhìn. Thái Dương thiên lương đi với đào hồng hỉ, mặt mũi ưa nhìn. Thiên phúc thiên đức thì về cơ bản nhìn cũng lành, nhìn cũng lành, nhưng mà có không có kiếp, có kình đà thì nó chủ về nóng tính, nó chủ về cục tính, thế nên là cái cục diện cung phu thê này duy trì nó rất khó khăn. Cái chuyện đổ vỡ một hai lần là cái chuyện rất bình thường, còn cái câu chuyện mà về sau thì nói chung là phải nhường nhịn nhau, bao dung độ lượng nhau, thấu hiểu cho nhau, bớt nghi ngờ nhau thì nó sẽ ở được, còn không thì thực sự là nó quá khó trong cái trường hợp này. Rồi tiếp theo tử tức cung. Rồi tiếp theo vẫn là tử tức cung anh chị nha. Thứ nhất là có hỏa linh, có tang hổ. Có tạo hỏa linh, tang hổ nó chủ về mất mát, nó chủ về đa sinh, thiểu dưỡng, khó sinh, vất vả. Đấy, bạch hổ tang môn là máu huyết, hỏa linh là mất mát rồi. Tiếp theo con cái mà có phá quân hoa quyền thì tính cách là cá tính, là cứng rắn, là cương nghị, là dũng cảm, là thiện chiến.
Thế nên với trường hợp cung tử tức này thì cái lối lối giáo dục con cái thì nên nhẹ nhàng, không nên áp đặt. Đã tổ cách cung tử tức là gì? Là sát, phá, tham, hội, xương, khúc, hội, ân, quang, thiên, quý, hội, tam thai, bát tọa, hội, thai, phụ, phong, cáo, rồi là đắc, tứ, linh, thì sau này là công, thành, danh, tọa. Thêm nữa là có cả khoa, quyền, lộc, nhưng mà trước khi thành công cũng sẽ hao tán một chút, hao trước, thu lại sau, bại trước, thành sau, đây là tổ hợp sát, phá, tham, vũ, tướng, đắc rất rất nhiều cát tinh. Tượng cung tử tức như thế này thì nói chung không hợp cha, không hợp mẹ cho lắm. Cái cá tính ít nhất là không hợp người mẹ. Cá tính của mẹ là gì? Là nhẹ nhàng, là hiền hòa, là từ từ, là bình tĩnh, là tình cảm. Nhưng con cái thì gì? Là năng động, là nhiệt huyết, là dũng cảm, là chiến đấu, vân vân, là cách mạng. Tiếp theo nô vào cung thất sát. Thất sát thì không có duyên bạn bè là cái thứ nhất. Thất sát là hình khắc lục thân, đóng vào cung nô bộc thì ít khi có sự trợ giúp từ bạn bè. Mà sát thì vi hỏa hình gặp thai phục phượng tướng, gặp đất thiên la địa võng thì dễ vì công việc, vì bạn bè mà gây ra tranh chấp kiện tụng thị phi pháp luật. Hỏa linh gây ra đau đầu nhức óc mệt mỏi. Bạn bè cũng nhiều người thành công thành danh thành đạt, đó là sát phá tham đắc tứ linh. Thêm nữa là gì? Đối diện có hóa lộc. Thêm nữa là có gì? Thai phụ phong cáo, cũng là những người có bằng cấp, có học hành, có chức vị, có công danh. Tuy nhiên để mà nhờ được là thực sự rất khó. Phụ mẫu cung của tham lang đi văn xương thì bố mẹ rất là đào hoa, tham lang cư tí cách cục phiếm thủy đào hoa. Thai phụ phong cáo chủ yếu có bằng cấp, ân quang tinh quý là bé được cha mẹ yêu, cha mẹ chiều, cha mẹ thương, cha mẹ quý, dễ có cha mẹ nuôi khi đi ra ngoài làm việc vân vân. Thanh long văn xương tham lang mặt mũi hình thức của cha mẹ rất là đẹp, rất là ưa nhìn, rất đẹp, rất ưa nhìn, và la số này là cũng nhận được cái gen như vậy. Mệnh thái âm cư hợi cách cục nguyệt lạn thiên môn, sinh vào ngày 16 trang tròn. Thêm nữa là gì? Sinh vào giờ tuất, giờ ban đêm. Cha mẹ có tuế hổ phù cũng là những người quân tử, người chính trực. Tham đi với hỏa, đi với linh thì cha mẹ là gì? Dễ phát phú, dễ làm trong những ngành nghề liên quan đến binh nghiệp. Ở đây là có tuế hổ phù đi với thiên hình, tổ cách sát phá tham công chức nhà nước cũng được. Nói chung là bố mẹ là cũng ổn này. Tham hỏa miễu cách phu ông, tham linh tịnh thủ tướng hùng vang danh, đắc tứ linh thêm nước cỏ hỏa linh như hoa quyển vân vân. Rồi phụ mẫu cùng cha mẹ cũng là những người rất là đào hoa nhá. Bố mẹ, bố thì khôi ngô tuấn tú, mẹ thì xinh gái đạt tình. Huynh đệ cung có liêm trinh, có cô thần quả tú, lại có sự mất mát rồi. Tiếp theo là có gì? Có song lộc, có khoa, có hóa lộc của cung huynh đệ thì anh chị em là gì? Là tình cảm, là hạnh phúc, là an vui, là hòa hợp, là sẵn sàng chia sẻ giá trị lợi ích cho nhau. Tướng quân quốc ấn đi với liêm trinh, liêm trinh là sao chủ công danh chức vị quyền hành rất là mạnh. Thế nên là anh chị em có công danh, sinh mộ vượng chủ về đông anh chị em, sinh mộ vượng tính tình anh chị em phóng khoáng rộng lượng sởi lời. Thiên phủ là cái sao chủ về tài phú, ở đây lại có hóa lộc, có lộc tồn, có hóa khoa, có thiên mã thì anh chị em là kinh doanh mà nên giàu. Mà huynh đệ lại lục hợp với cung quan lộc, mà huynh đệ lại rất sáng rất đẹp, thế nên là có thể kết hợp với anh chị em để làm ăn kinh doanh buôn bán sẽ đắc tài sai lộc. Thiên phủ ngũ ảnh thuộc thổ, sinh nhau mệnh kim của là số sinh năm 1984. Thiên phủ lại đi với hóa lộc, thêm nữa là gì? Có lộc tồn, có hóa khoa, có thiên mã, có tràng sinh cung điền trạch. Thế nên là anh chị em mà làm ăn mà kết hợp kinh doanh về cái mảng đất đai là cực kỳ đắc cách. Anh chị em rất đào hoa, liêm trinh đi với thai phục phượng tướng hóa lộc. Hóa lộc là cái nhân duyên cực kỳ tốt. Rồi tướng quân quốc ấn phương các giải thần sinh gái. Rồi tiếp theo là gì? Điền trạch tật ách cung. Tật ách cung có tử vi. Tử vi đóng ở cung tật ách thì về cơ bản là công danh chức vị quyền hành nó không được lớn, nhưng mà khi tử vi mà đóng ở cung tật ách thì nó chủ về gì? Ít bệnh, ít tật vân vân. Lá số này nguy cơ có cái bệnh liên quan đến dạ dày, tiêu hóa đại tràng, bệnh liên quan đến phụ nữ một chút, bệnh liên quan đến mắt hơi kém. Thái âm thái dương nó chủ về đôi mắt, mà gặp song hao gặp hóa kỵ là chủ về mắt, chủ về phụ nữ đau bụng kinh vân vân. Đấy, khốc hư chủ khốc hư mà đi với cô quả, khốc hư nó chủ về cái hệ hô hấp nó chưa được tốt, tuế phá răng tuế phá là gì? Nguy cơ có bệnh về răng. Sinh mộ vượng nó chủ về ít bệnh hoặc là có cái bệnh nhỏ lâu ngày không khỏi. Tật ách cung có tử phủ vũ tướng xương khúc, rồi là nói chung là cung tật ách này gần như hội hết những cái sao đẹp nó vào đây hết rồi. Thế nên là đường công danh đường tài lộc của lá số này nó không được vượng. Nếu mà công danh mà vượng tài lộc nó quá vượng thì lại phải trả một cái giá khá là đắt. Rồi điền trạch cung một cung đẹp nhất trong lá số này. Đấy, đẹp nhất trong lá số này, ứng vào lá số này. Điền trạch lục hợp với cung mệnh, có duyên với đất đai. Cái thứ hai có vũ khúc thì văn khúc. Vũ khúc là cái sao chủ về tài phú, sao chủ về đất đai điền trạch. Ai mà phú vũ khúc cư điền, phú gia địch cúc vượng chuyển hào môn. Đấy, tiếp theo là thiên tướng, nhà gần những cái nơi giáo dục trường học. Cô thần quả tú mà đi với ân quang là lại có sao vũ khúc, sao lộc tồn.
có của thừa kế của ông bà tổ tiên để lại, có tang môn bạch hổ, đất gia đạo hơi lục đục, sinh mộ vượng, nhà cao cửa rộng, nhà to cửa đẹp. Điền trạch có gì, có khoa quyền song lộc, lại có cả thiên mã ân quang, thì nói chung là có duyên, duyên cực lớn với đất đai điền trạch. Thế nên lá số này mà không làm được cái bảng đất đai điền trạch thực sự là gì, rất 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 đáng tiếc. Đấy, cái phép su cát tị hung là gì, tìm cái cát mà làm theo. Đấy, biết cái hung mà tránh nó đi, đấy là su cát tị hung, tránh hung. Thì cung điền trạch của lá số này vẫn đẹp, đẹp nhất. Đấy, cung huynh đệ đẹp, cung tử tức cũng hay, tử phủ vũ tướng, hội liêm phá, đắc khoa quyền song lộc, lại có cả thiên mã, lại có cả tràng sinh. Điền trạch thiên mã đi với tràng sinh thì cũng hay, phải thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi cái nơi làm việc. Nhưng được cái nơi nào mình làm cũng to cũng lớn, nhà cửa mình ở cũng rất lớn rất rộng. Nếu không thì trước mặt cũng là những cái gì, những cái mảnh đất nó rất là lớn, rất rất là rộng. Hóa khoa đi với thiên tướng, nhà nhiều bậc cấp, tam thai, nhà cao thoáng đẹp, ân quang, nhà dễ thờ Phật. Rồi, đó là cung điền trạch. Chỉ có mỗi cái điều là có tang hổ, có cô quả, có khúc hư thì gia đạo nó không được yên vui cho lắm. Khi mà cung phu thê triệt, rồi là cung tử tức phá quân, cơ bản cung điền trạch cung rất là tốt của lá số này nhé. Rồi, tiếp theo thì mời anh chị vào các đại vận đi. Đại vận đầu tiên này, thái âm gặp tuần, thể chất sức khỏe nó hơi kém. Cái thứ hai, học hành thi cử công danh khoa bảng vẫn chưa được tốt. Thái âm gặp tuần gặp song hao, cung quan lộc thái dương, chủ về công danh khoa bảng trí tuệ vân vân lại gặp hóa kỵ, là nó chưa được tốt rồi. Tiếp theo, thái âm thái dương thì nó liên quan đến cha và mẹ, mà gặp song hao gặp hóa kỵ thì cái công danh tài lộc của cha mẹ trong cái đại vận này nó không được tốt cho lắm. Đấy, đại vận thứ nhất. Đại vận thứ hai, 16 đến 25, lợi cả danh lợi cả tài, lợi cả danh lợi cả tài. Còn nếu mà yêu đương kết hôn sớm thì nói chung là không không được vui vẻ cho lắm, gia đạo lục đục, đó là cô quả, đó là khốc hư, đó là thai phục vượng tướng. Đấy, thai phục vượng tướng, lá số này nguy cơ rủi ro kết hôn rất sớm và chia tay rất sớm, nó như vậy. Một là cung nô bộc có gì, có thai phục vượng tướng. Cái thứ hai là cung phu thê có những cái sao nó chủ về tình duyên, kết hôn sớm, đào hoa bông sa, bông hoa khoe sắc tỏa hương, kết hôn sớm nhưng mà gặp không kiếp kình đả kỵ thì cái việc kết hôn sớm nó gây ra gì, xung khắc thị phi thì dễ dẫn đến chia tay. 16 đến 25 là cái đại vận rất tốt về mặt công danh, về mặt học hành thi cử khoa bảng, về mặt tài lộc. 26 đến 35 cái vận rất xấu trong cái giai đoạn này. Vận này thì chỉ có thể là làm chuyên môn. Đấy, hạn chế khoe khoang, hạn chế phô trương, cứ cẩn mật, cẩn thận, kín đáo mà làm thì được. Còn chỉ cần phô trương khoe khoang một cái là mất hết. Đào hồng hỉ, tình gặp không kiếp kình đà, tình duyên xấu. Thái dương gặp hóa kỵ, công danh lận đận. Cái sao tài lộc thì lại không có, cái sao mất mát thì nhiều. Thế nên là từ 26 đến 35 là cái vận cực kỳ xấu. Chỉ có thể là kiên trì, kiên nhẫn, đợi thời thôi. Đợi thời thôi, để sóng gió nó qua đi, bình yên nó tới. Còn 36 đến 45 là vận bắt đầu có cái sự cách mạng trong cuộc đời, tốt về mặt công danh, tốt về mặt tài lộc, nhưng tuy nhiên gia đạo nó vẫn hơi lục đục. Được cái vận này là vận nhiều cái sự tốt này. Sát phá tham, đắc tứ linh thai phụ phong cáo, hội rất nhiều cát tinh. Xương khúc thai tọa quang quý, vũ khúc thiên tướng, thiên mã tràng sinh lục tồn hóa khoa. Rất lợi về cái việc liên quan đầu tư kinh doanh, mua bán, mua sắm nhà cửa đất đai điền trạch. 36 đến 45 một cái vận tốt nhất, không thể bỏ qua. Vận 46 đến vận 55, vận này thì cũng chỉ là hư danh thôi. Thái dương gặp hóa kỵ, kình đà, địa không, thái âm thì lại gặp tuần. Vận này nói chung là bất lợi về công danh, bất lợi về tài lộc. Cự môn hóa kỵ sánh đôi, tâm tính bồi hồi chẳng khi nào yên, nó không được an yên, nó không được thoải mái tâm trí. Thế nên là gì, luận về công danh tài lộc trong vận này lại là vận xấu rồi. Thế nên vận này cần phải làm chuyên môn, cũng cần phải gì, cẩn mật, kín đáo, cẩn thận, không khoa trương, không phô trương. 56 đến 65 thì lại là một cái vận tốt. Khốc hư. Khốc hư khi mà vào cái vận tuổi cao thì nó là gì? Tiếng khóc của sự hạnh phúc chứ không còn là tiếng khóc của sự mất mát, sự đau buồn. Tử vi cư ngọ, đế cư đế vị, gặp sinh mộ vượng, gặp song lộc mã khoa, gặp xương khúc thai tọa qua quý. Về già này, về và cái tuổi này là tuổi con cái bắt đầu thành công, thành danh, thành đạt, lo lắng được cho lá số rồi. Thế nên lá số này sau này là gì? Cuối đời gặp phúc này, phúc lớn này, tử vi chủ về phúc lục thọ. Tuy nó đóng một cung tật ách thì công danh tài lộc của mình nó không vượng, khó làm được các cái vị trí lãnh đạo cấp cao, cấp lớn. Đó, chỉ có thể làm phó trở xuống thôi. Còn nhưng mà khi mà cái vận 56 đến 65, vận 56 đến 65 mà nó tốt như thế này, mà cung con cái tử tức nó tốt như thế này thì chắc chắn sau này được nhờ con nhờ cái này. Còn 66 đến 75 lại là một cái vận rất xấu rồi. Nếu mà còn tham công danh chức vị quyền hành thì thôi, lại đau đầu, mệt mỏi, nhức óc, rồi hao tài tốn của, chả đi đâu vào đâu. Đấy, 66 đến 75 là như vậy. Thế nên là từ 56 đến 65 rồi, bắt đầu có hiện tượng là con cái thành công, thành danh, thành đạt rồi.
thành công, thành danh, thành đạt rồi. Thế nên lá số này nói chung là có cái thời điểm nào nó tốt thì mình làm thôi, còn thời điểm nào nó xấu thì mình nên kiềm chế nó lại. Đấy, kiềm chế nó lại. Tiếp theo 2023 năm Quý Mão 40 tuổi. Năm Quý Mão thì lưu hóa kỵ và gặp tham lang, tham lang gặp hóa kỵ cũng phụ mẫu. Đấy, như vậy là gì? Có xung đột, có thị phi, có hao tài tốn của với bố mẹ là một, sếp cấp trên là hai. Sếp cấp trên là hai, đấy vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, lưu tuế, lưu khốc, lưu hư động vào cung quan lộc. Động vào cung quan lộc mà có thái dương, có hóa kỵ, dễ bị thuyên chuyển, dễ bị thay đổi công tác, dễ gặp thị phi mà thay đổi theo cái xu hướng nó rất là bất ngờ. Cần nhẫn nại, cần kiên trì, tại vì nó có cát tinh hội về thì sóng gió nó sẽ qua. Tiếp theo lại còn lưu mã, lưu tang nó chiếu cung thiên si. Như vậy năm nay có hiện tượng một là đi du lịch, hai đi công tác, cái thứ ba là bị thay đổi thiên chuyển công việc, lý do là rất bất ngờ và không nằm ngoài cái dự tính tính toán của mình. Tiếp theo lưu độc tồn cung phụ mẫu gặp hóa kỵ, đấy có xung đột về mặt tiền bạc với sếp và cấp trên. Lưu kình dương cung phúc đức, dòng họ là gì, nhiều cái sự lục đục. Lưu bạch hổ, lưu tang môn, lưu đà la, như vậy là sau này năm nay có lắm ưu tư, nhiều buồn phiền, công việc tài chính các thứ là bị cản trở, bị trì trệ, nó không được hanh thông thuận lợi. Tiểu hạn năm Mão và cung tài bạch có khôi việt, có cự kỵ, có cự kỵ địa không đà la năm nay nhá, cẩn thận là mất tiền oan, hao tài tốn của. Các cái việc liên quan đầu tư kinh doanh buôn bán rồi là cho vay các thứ thì nên thận trọng, dễ bị mất, dễ bị rủi ro, dễ bị lừa. Tiếp theo năm nay là số này là 40 tuổi, 36, 37, 38, 39, 40. 40 tuổi và cung phúc đức rồi. Phúc đức nó có gì, có không, có kiếp đà la thiên không thì không được may mắn, không được may mắn về công danh, về tài lộc, về tiền bạc. Năm nay mà gặp sao cự môn thì nó chủ về bất mãn, nó chủ về thị phi, nó chủ về gì, tiểu nhân ham hại, nó xấu sau lưng. Gặp sao cự môn nó chủ về buồn phiền, nó chủ về bất mãn. Cự môn tính khí thất thường ấy, khi xử sự tìm đường đảo điên. Thế nên là khi mà gặp sao cự môn thiên đồng hãm địa thì nhiều cái bất mãn, nhiều cái không được như ý. Tổng kết lại năm nay là gì? Công danh tài lộc rồi là gia đạo rất lục đục, rất lục đục. Thế chị nên thận trọng, nên bình tĩnh. Quan trọng nhất của năm nay là nên bình tĩnh thôi. Hạn gặp thiên đồng thì nói chung là tâm tư, tính cách, tình cảm các thứ nhiều biến động, nhiều thay đổi. Thế nên là nên cho nó nằm yên, lấy lý trí đặt lên trên cảm xúc đi thì nó sẽ tốt hơn. Đó là cái phép xu cát tị hung của lá số tử vi. Phép xu cát tị hung. Rồi tiếp theo khi mà năm xấu thì cần chú ý những cái tháng xấu nhé. Cái tốt không nói thì nó cũng đến, nhưng mà cái xấu không nói thì khó tránh. Để ý xem nào, tháng nào xấu thì chia sẻ với chị để chị phòng tránh. Tháng 1 là tốt này, tháng 2 không xấu này, tháng 3 thì cẩn thận tháng 3 nhé, chú ý vào tháng 3, thị phi hao tài tốn của. Tháng 4, đấy, tháng 4 là gì, làm ơn mắc oán, công danh tài lộc tháng 4 rất xấu nên cẩn trọng. Tháng 5 là tháng tốt, lợi cho đầu tư kinh doanh buôn bán, nhưng mà cái năm nay là năm xấu, thế nên đầu tư kinh doanh buôn bán nên ngắn gọn, nên rút vốn nhanh thôi, không nên tham. Tháng 6 thì công việc trục trặc, tư tưởng là rối bời. Tháng 7 thì cẩn thận bị lừa nhé, cẩn thận liên quan đến gì, pháp luật. Tháng 7. Tháng 8 chủ về hao tài tốn của, mất mát, tính toán gặp nhiều cái sự sai lầm. Tháng 8. Tháng 9 thì lại tốt này. Tháng 10 cũng rủi ro, tháng 10 cũng rất rủi ro. Rủi ro. Tiếp theo tháng 11 thì lại ổn này. Tháng 12 lại xấu này. Như vậy là năm nay là năm xấu thì chị chú ý các tháng 3 4 6 7 8 10 12. 3 4 6 7 8 10 12. Rồi, xin chào.